Chào tất cả các bạn. Hôm nay từ xin.com sẽ mở review bộ điều khiển 708 cái màn và cái main. Thì đây trên thị trường rất hiện tại nó riêng cái bộ điều khiển với main màn hình 708 này thì tất cả mọi thứ chip CPU nằm hết ở trên này. Chip CPU, RAM, nhớ, tất cả kết nối màn hình nó nằm ở trên này hết. Thì nhiều người cứ tưởng nó chỉ là các mức màn hình này không, thì đó là sai lầm của các bạn. Và hôm nay mình sẽ mở ra mình kiểm tra giới thiệu cho mọi người, tại vì mọi người cứ nghĩ đây là cái main ra, cái chỗ cái đám này nó chỉ là cái bo kết nối ra. Hôm nay mình mở cho mọi người xem trong thực tế là nhiều người không được thực tế được mở ra xem trong nội dung, thì ra trong này nó chỉ là cái bộ chia nguồn, chia tín hiệu đó thôi. Đó, còn tất cả chính thì nằm trên này, mọi kết nối USB kết nối ra màn hình nó nằm giao tiếp ở trên này hết, mọi thứ nằm trong màn hình này. Riêng cái dòng 708 này thì nó sẽ nằm ở trên này. Nên mình sẽ mở ra cho các bạn xem cái main và cái bo đệm. Đây gọi là cái bo đệm, bo chia, bo chia tín hiệu, bo phân phối cả tín hiệu đưa ra ngoài. Nó từ cái bo này nó đưa xuống bo chính, main chính, từ cái main chính, đây chính là cái main chính ở trong này, nó sẽ đưa xuống cái bo đệm chia tín hiệu, các phân bổ các tín hiệu và nhận tín hiệu ra vào từ cái cổng này để nó đưa lên trên này để xử lý ở trên này. Này mình sẽ mở ra xem giới thiệu cho mọi người. Thứ nhất là mọi người đừng nhầm đây là cái màn hình không. Giá trị nhất là cái cục này, cái main này nó đắt nhất. Có cái màn hình nó hư coi như vứt luôn cả cái main này luôn, bỏ luôn nữa không dùng được. Tại vì cái này không dùng được, nó dùng từng đời thôi, trên mỗi đời nó khác nhau. Hôm nay mình sẽ mở ra giới thiệu cho mọi người xem. Thì mai kia mọi người hỏi 708 màn hình em thay mỗi màn hình không thì không phải nha. Mọi người rất là nhiều, rất là lầm tưởng có mỗi màn hình không. Hôm nay mình sẽ mở ra xem. Nào, mở ra. Tiên thì mở cái bo đệm trước. Cái bo này nó tín hiệu của nó nhận tín hiệu từ trên cái phần xử lý đã đưa phần mềm ra. Cái bầm nó chỉ là cái main, cái bo mạch thôi. Thế là nhiều người cứ tưởng là đây mới là bo mạch chính, là một sai lầm. Vẫn là còn một số cái main đời khác thì main dưới mới là main chính, còn dưới thì màn hình đình bình thường thôi. Nhưng riêng cái dòng 708 này thì nó là cái main kẻ bốn ốc bình thường thôi, không gì hết. Và đây có các cổng cách ly, cổng cách ly, cổng ra vào, đó, ra tiếp để cấp nguồn, đây là bộ nguồn, đây là nguồn vào, xong là thế là hết. Mở nốt cái phần đít cho mọi người xem. Không có chip, không có RAM, không có bộ nhớ đệm ở trong này, bộ nhớ flash trên này. Đây chỉ là một cái bo giao tiếp. Mất cái bo này tôi có thể đi bộ này bộ quật 08. Đó, đây là cái main, main chính. Còn cái chỗ này sẽ là chương trình của người ta, mình sẽ không đụng tới cái nào trong chip này. Chip đệm đó, có vậy thôi. Đây là cái main, không có RAM, không có chip gì trên này, chỉ có mấy con cách ly đầu ra đầu vào, IC nguồn, cuộn dây, đụng hay là hết. Xong sẽ lắp lại con này theo giới thiệu cái con ở trên. Thì nhiều bạn cứ cái main, tất cả các main của dòng 708 ấy thì nó mọi thứ trên màn hình hết, nên các bạn cứ hư màn hình cũng phải mua màn hình không, rồi đấy là mua tất cả chính cả cái main rồi, bộ điều khiển rồi.
còn cái bo dưới này nó không gì hết. Bo dưới này chỉ có đệm tín hiệu đưa ra để đưa vào và xử lý thôi, bật chip thôi, không có gì. Rồi chết rồi, lắp ngược tí lắp lại. Rồi tiếp theo cái màn đây, nhân vật chính của chúng mình đây, thì mọi thứ sẽ nằm trong này. À, RAM, chip kết nối USB, mọi thứ trên này, dữ liệu từ xử lý ở trên này hết nó đưa xuống. Thứ nhất cái bộ này nó nằm ở trên này nó rất là an toàn, nó đảm bảo vệ sinh, không bụi bặm gì hết và nó không ẩm ướt, nó đèn trên mặt trên cao rất là cao. Đây là xin giới thiệu, đây là cái màn hình bàn phím này, xuống màn hình này, xuống màn hình. Còn đây là đồng hồ clock, pin là pin đồng hồ. Đây là con dao động này, đây là chip xử lý, đây là RAM bộ nhớ trong này, tất cả là trong này hết. Đây trong này, rồi USB trên, USB dưới và chip luôn. 708 rất là gọn, nó đưa hết lên trên mặt. Đây là main, này là main xử lý này, chip này, RAM này, bộ nhớ này nằm ở góc này. Còn đây là đưa xuống màn hình, còn đây là kết nối xuống màn hình. Đây là bàn phím này, đó là bàn phím. Còn đây là xuống màn hình. Còn đây là các loại dây data từ trên xuống dưới. Còn đây là pin, pin này nó hiển thị ngày giờ. Đây nó cái main này nó có rất là nhiều các cổng ra vào, nó rất là nhiều các cổng ngõ ra vào đây. Các cổng ở đây. Cái bên chính của người ta ở đây, mọi thứ nằm ở trên này hết đó. Trên mọi người màn hình của nó là màn hình dưới, là cái dưới này, màn hình này, đây màn hình, đây đây là màn hình đây đó, màn hình đó, bộ điều khiển chỉ vậy thôi, rất là đơn giản, tất cả nó như nhau hết cho các hãng thôi, mình sẽ lắp lại cái cũ. Tiện để mở ra cái này nó luôn, mình sẽ đảo lại. Yeah, cái main này. Đó, tất cả trong đó chỉ có bằng đấy thứ. Đây. Main này là bên bản S, nó phiên bản là C phiên bản Plus thì nó sẽ nó bự hơn một xíu, nó có nhiều ngõ hơn một chút xíu, còn về cơ bản nó sẽ như nhau, phần mềm dùng như nhau, giống như một cái con xe ô tô có bản Bay, bản Full Option và bản đầy đủ thì nó có nhiều phiên bản nữa. Thì về cơ bản chức năng như nhau, hình dáng như nhau, thì khác nhau thêm một chút số chức năng. Chức năng thì giao bên mình về laser thì năng cắt khắc năng chính rồi, còn những năng phụ thì hầu như mình ít người dùng. Chức năng phụ có nhu cầu người ta cũng không dùng tới cái chức năng đó. Đây gọi là chức năng cơ bản, phiên bản standard. Rồi, sẽ tắt hết lại. Rồi, cảm ơn mọi người đã rảnh rỗi theo dõi.